Cò, tại sao không ra chơi với anh gấu đỏ bên kia mà anh ngồi đây một mình thui thủi làm gì? Ui giời, anh gấu đỏ có bạn mới rồi, không chơi cùng chúng mình nữa đâu. Anh gấu đỏ có bạn mới, tại sao mình không biết? Ở đây đang nhảy ở kia, đằng kia kìa. Ui giời, không được rồi. Ra. Nhảy đi, tăng 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 tăng. Để đi thi nhảy ấy. Trời ơi, đang tập nhảy với lại ma non thanh. Mà cuối cùng ấy, mình tưởng ấy, anh gấu đỏ có bạn mới, không chơi bọn mình nữa. Bạn gái. Em thấy anh kiêu vũ với lại ma được canh này xịn sò không? Trời ơi, anh gấu đỏ, cái người này nhìn quen quen anh ạ. Áo của em. Anh thấy em phơi ở nhà, anh mượn một tí. Trời ơi. Thế cái quần này của em mà. Cái quần này anh cũng thấy em phơi ở nhà, anh cũng mượn tí. Còn cái xẻng này là của bố anh lấy. What? Đăng đăng đăng. Thôi cô chơi bọn em nữa, anh về tập nhảy để mai anh còn đi thi. Hôm nay anh gấu đỏ lại không chơi với bọn mình nữa rồi. Anh ấy đang ăn một đống kẹo kia kìa, chắc là đang sợ bọn mình ăn hết đấy. Đúng là đồ tham lam. Nhưng mà cậu yên tâm đi, anh gấu đỏ sẽ bị trừng trị, bởi vì tôi có cái này đây. Ôi cái gì đấy Hà Sang ơi? Cái váy này à, váy à? Váy đâu mà váy, đây là khăn tàng hình đấy. Đây nè. Đâu đây, mất chưa? Chưa, tao vẫn thấy cậu đây mà. Chưa mất à? Chưa. Được rồi, cậu tránh nha. Ngon quá. Ngon thế nhỉ. Rõ ràng ba cái bánh này đấy, đồ hết rồi. Ui, cái khăn gì mà xịn sò thế nhỉ? Ui, lấy mà anh gấu đỏ không hề biết gì luôn. Ui, hay không nhỉ? Hay là chuột cắp nhỉ các bạn nhỉ? Cái bọn này đấy. Đúng là có chuột được các bạn ạ. Vừa mới để đây lại mất một cái bánh đâu rồi. Dừng lại. À sao? Chuột tôi mượn cái này. Tôi ra xin kẹo anh gấu đó. Ok. Sao ở đây nhiều chuột thế nhỉ các bạn nhỉ? Nhìn bắt nó bây giờ. Hả? Bắt chuột rồi. Bắt chuột bánh rồi. Bắt chuột bánh. Chỉ ra là chuột to. Nhưng mà em đã được ăn cái nào đâu. Anh mất ba cái rồi. Ui dồi, vâng đây là người khác lấy của anh ấy. Em đã lấy được cái nào đâu. Thật sao? Giả kẹo cho anh. Ui kẹo nào em biết gì đâu. Còn nói hết với anh rồi, em còn cãi à? Thôi anh ạ. Anh đừng nóng giận nha. Thế giả anh ơi, giả kẹo. Từ từ. Em có những thứ ngon hơn dành cho anh. Và cả có nữa. Nhưng mà mọi người phải thi vẽ với em. Ai mà vẽ giống vật mẫu nhất thì sẽ được ăn. Mà đặc biệt nha, toàn món ngon thôi. Được đấy. Để tớ về rủ thêm Vita. Giờ nha bốn này, giỏ vẽ này. Ui. Để chuẩn bị cho cuộc thi, anh đã chuẩn bị một hộp màu rất nhiều màu sắc con đà tam ạ. Nhiều không? Em test màu trước, mới mua hay? Mới mua luôn. Ai hốt thì mà. Mạnh lên. Đây chào này chào, cẩn thận gãy màu của anh, em lấy cái khác đi. Chắc cái đấy nó bị tắc rồi anh ạ. Ui dồi ôi. Anh quên mất, hóa ra là hộp màu này hết mực rồi Hà Sam ạ. Để anh lấy hộp màu khác cho bọn em nhá. Số màu này đã đủ cho bọn em vẽ chưa? Wow, nhiều quá.
này, cùn rồi, em gọi cho anh đi, Hà Sam. Cái đầu nó đâu? Có kiểu gì như thế này? Xem có cái đầu trong này không? Ui trời ơi, các bạn ơi, còn bút chì chưa Hà Sam thế này. Nối vào lấy bằng dính, nối vào vẫn biết được Hà Sam ạ. Để tôi dán cho. Xong. Nope. Tay của cậu đây. Anh ta. Anh bảo em nối bút chì vào. Cái ai bảo nối bút chì vào tay. Vào ngón tay như thế này thì làm sao mà viết được? Vào nối vào ngón tay cho viết cho nhanh. Đằng nào chẳng viết anh. Người thành công luôn có lối đi riêng anh ạ. Ê à, thế này lại viết có khi còn nhanh hơn bình thường anh. Nhanh hơn luôn. Này chỉ có vẽ run thôi. Thế này chữ đấy. Hai năm chữ hò luôn anh. Lượt thi đầu tiên sẽ là vẽ cua nhá. Ai mà giành chiến thắng sẽ được ăn con cua siêu to siêu khổng lồ này các bạn ơi. Chơi phải vẽ thôi. Được. Chơi phải công bằng. Bây giờ anh khai con cua vào đây. Rồi các em sẵn sàng chưa? Một hai ba bắt đầu. Bắt đầu luôn. Sẽ có 15 phút để các thí sinh của chúng ta vẽ con cua này các bạn ạ. À, Hà Sam đang đo tỷ lệ các bạn nha. Mắt mở mắt nhắm thế này thì chắc chắn là không đo chuẩn rồi. Anh không đo chuẩn. Anh biết là ngày xưa em được 10 điểm mỹ thuật đây. Toàn vẽ nhà với vẽ cây rồi các bạn ạ. Còn vẽ con cua này hơi bị khó luôn. Bì tao bắt đầu vẽ được cái thân con cua này đúng không? Đấy, thân con cua. Úi trời, to. Con cò bây giờ đang nắn nót thì như là đang vẽ. Cũng vẽ thân con cua. Ừ, anh nhìn thấy giống quả trứng. Em đang vẽ cái chân này, vẽ cái gì đấy? Em đang vẽ cái cẳng anh ạ. À. Con cua 8 cẳng, 2 càng các bạn ạ. À. Nhưng mà chắc là con cua này tí nữa nó sẽ mất một cẳng đấy anh ạ. Nếu mà trong hình mà nó có thiếu một cẳng thì anh phải biết là nó vào đâu rồi đấy. Vào bụng của cò. Em đang vẽ cái càng rồi đúng không? Càng cua anh ạ. Càng cua mà nhìn như ở bông hoa, hoa sen đấy các bạn ạ. Đây là cái bông hoa, còn đây là cái hoa rồi, hoa rồi. Đây cái cẳng phải như thế này đúng rồi. Ê, bị ta làm gì đấy, ta được ăn đâu. Ê, cho tớ mượn con cua tới đả vào giấy in nó vẽ cho nó giống. Ôi, là ai làm ăn thế? Để cho người ta còn nhìn nữa. Ôi, anh có đỏ nhớ chấm cho em giải nhất nhá. Được giải nhất ý, em được con cua thì em cho anh hẳn một cánh. Chân nào? Hà Sam? Chân đây. Ôi dồi ôi, cho anh cái chân gì như thế này á? Chân này mà cũng cho. Anh cho em giải nhất á, em cho anh hẳn một cái càng luôn. Ôi, một cái càng mà cũng khỏe. Em mà nhất á, em cho anh tất. Tất luôn, thế thì em lấy gì mà ăn? Tất đây anh ơi. Tất này em để mà ngửi. Không ngửi đâu nè. Càng to càng bé sao ấy. Ui. Không được copy đâu nhá. Tớ thèm mà có bi, tớ ở tớ còn đẹp hơn. Làm đi. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Coi, em úp làm gì nữa. Anh chấm điểm của em đầu tiên. Vừa lên. Bài của cô đây các bạn ơi. Nào, để xem vẽ con cua. Ôi trời ơi, nhìn bài của cô là anh đã nhận ra hai cái càng này là hơi điêu rồi. Càng gì mà càng như cua này tập yoga hay sao mà cái càng của nó dẻo ngoắn thế này. Như cái lưỡi liềm thế này à các bạn. Không ơi là con. Đấy nó cong mẹ anh. Ờ, cong nhưng mà còn có khúc cho to cho bé. Đây của em càng từ đây đến đây bằng nhau luôn. Anh ơi, mà có một vấn đề rất là quan trọng. Cái chân của con cua nó to như thế này. Mà vào đây này, trời ơi, trông nó này. Con này thì teo cơ rồi anh ạ. Teo thế rồi. Cái càng của con cò này là anh thấy giống càng của bộ cạp hơn là càng cua. Anh ơi, mới lại con này nó mọc râu anh ạ. Râu à? Còn đâu mà, đây có râu. Không phải, râu đây này. Đây, con cua này đây. Bẩn này, đi đây, đó. Đúng rồi. Vẽ cẩn thận đấy, để xem là tiếp theo nào. Thêm đếm có mấy chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai là vẽ chuẩn đấy. Tổng thể thì cái bài này cái chân thì giống này. Nhưng cái càng thì không thể chấp nhận được. Nhưng mà người cũng giống này. Người đấy. Thì cũng giống này. Tạm tạm, cái bài này anh cho 7 điểm. 7 điểm. Chấp nhận. Bài của Vita. Vita nhất. Đẹp nhất. Đây. Đây. Vita. Con cua mà. Con cua ở đâu? Đang bơi dưới biển. Nhưng mà con cua này em vẽ ở đâu đây? Mẫu đâu? Mẫu đây. Trời ơi. Này em vẽ con ba ba. Kiểu như này.
hoặc là cái con lợn nó bị biến dị thành con cua ấy. Em đọc lại. Đọc lại bình thường. Mỗi nhìn cái chân thì thiếu có 2, 4, 5 cái chân. Sao lại có 5 cái chân hay là nào nhỉ? Em chỉ nhìn thấy mấy cái chân ở trên em vẽ thôi. Mà cái chân của nó có co quắp, có đốt chân như này. Mà Bita vẽ cái chân thẳng tắp một đốt ngắn cơ là ngắn thế này thôi các bạn ạ. Một đốt này còn nhìn lại cái cảm không thấy chấp nhận nè các bạn ơi. Ai kia đây là ai cái cảm cua các bạn. Nhìn con này nó phải nhìn thế này nè các bạn nhá. Để đây mình nhá. Đây là cái đầu của nó này. Đấy, để vẽ cái đầu vào đây nữa này. Đây là chân thêm chân này. Thì giống hai con ba luôn các bạn ạ. Cái bài này không biết nhìn thế nào. Đây là giống con, nhìn lại giống con kiến này con gì. Bài này anh cho 2 điểm thôi. 2 điểm. Ôi, bài của em này. Bài của Hà Sam. Ta da. Ui, nhìn bài này giống thế Hà Sam ơi. Bài này nhìn, đây là con cua em vẽ này hay em copy ở đâu ấy? Bài này là con cua em vẽ mà. Đây này em. Ai chà chà. Ai chà. Các bạn ơi nhìn này. Nhìn bản thật với bản vẽ này. Càng này thì có chỗ to chỗ bé gấp khúc này, rõ ràng này. Rồi hai con mắt thì cũng đẹp này. Tiếp theo là thân hình có gai rất đầy đủ, chân tay đầy đủ, quá đẹp. Bài này cái gì anh ạ? Thiếu cái gì? Thiếu dâu. Dâu đây. Đâu? Dâu lù lù đây. À đúng rồi. Quá quá. Cái đĩa này hơi méo. Anh ơi, còn hơn cỏ anh ạ. Đĩa này hình tròn, cỏ còn vẽ hình vuông cơ. Bài của Hà đúng rồi. Đâu đây tiếp rồi. Bài này của Hà ta phải cho 8 điểm. Thế là Hà Sam là người được ăn con cua này các bạn nhá. Người chiến thắng nó phải khác các bạn ạ. À. Phần thưởng một con cua luôn. Ôi, ôi nhìn này. Nhìn cái cảm cua kìa các bạn ơi. Ôi. Nhìn này, mời các bạn nha. Ôi, ngọt ơi là ngọt luôn ý. Rồi. Nhìn này. Ngon tuyệt vời. Mẫu vật tiếp theo đó chính là một con gà. Và phần thi trước mình là người giành chiến thắng nên là mình sẽ không cần phải thi nữa mà mình sẽ là ban giám khảo các bạn nhé. Anh Vũ sẽ thay mình vào thi với lại thành viên bé và thành viên nhì bé. Anh tự tin là con gà này một mình đã ngăn cả con. Tại vì anh đã được học ở trường vẽ rồi kiểu gì chả nhất đúng không con? Trời ơi mình, anh tưởng mình anh học trường vẽ, em cũng học trường vẽ ra đây này. Chắc chắn em sẽ giành cả nhất. Em học từ trong mẹ em cầm, cút từ trong bụng mẹ đây. Từ trong bụng mẹ này. Rồi, các thành viên của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng này. Bắt đầu. Con gà này dài bằng tầm một cái bút. Đó, đến đây. Cái đầu của nó nghẹo, hơi nghẹo tí. Hơi nghẹo, con này gọi là vừa mới lại say rượu xong rồi. Và mình vẽ là mình phải vẽ hết sức cẩn thận nha. Phải đúng đầy đủ bộ phận của nó đấy. Ví dụ như là cái cổ này, cái cánh này, cái thân này, cái... Phòng câu. Rồi. Phao câu trước hả Sam? Người ta vẽ từ đầu đến đuôi. Có vẽ hẳn từ phao câu trước. Cái ăn phao câu rồi. Cái ăn phao câu. Cái ăn phao câu thì cứ nói một câu. Ôi dồi ôi, anh Gấu Đỏ vẽ con đầu con gà này trông như con chim thích cụt. Còn Vita mới vẽ cái mỏ. Ôi giời ơi. Thôi được. Học rồi. Đây con cua dễ thế mà mình không vẽ được. Bây giờ con gà khó như thế này thì làm sao mà mình giải nhất được đây? Lần này anh thấy em vẽ đẹp mà. Yên tâm đi. Nếu mà anh nhất thì em kiểu gì cũng được nhì. Vẽ đi. Nhì làm gì được ăn gà. Ngửi thôi cũng được cái gì cần thì em. Tất cả thí sinh đã xong. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét của thí sinh. Ui, mình ăn gà rồi. Mẫu vật đây rồi. Đây, mẫu vật đây. Đây là mẫu vật các bạn nha. Còn đây là bài tên, của... Nhìn này, đúng hướng luôn này. Hình như nếu mà nhìn nhận xét tổng thể qua qua ấy, thì cái con gà này nó tập yoga không khác gì con cua vừa nãy. Con gà này đầu nó dài ngoẳng dài ngoẳng. Mà cổ nó, có bướu à? Ấy ôi mà. Đấy, chỗ này nó cả phình da đấy còn gì. Phình da thì cái tròn tròn này là cái gì? Cái tròn tròn đây, cái chỗ cắt tiết đây này. Quá chuẩn luôn, không vẽ không thiếu một cái gì cả. Nhìn nó vào đây nó giống cái bướu. Cánh này cánh lộn ngược. Cánh này cánh, cánh
cánh đây đúng rồi. Đấy đây, từ chéo góc như này của mình thì mình chỉ nhìn thấy một cái cánh mà không hiểu tại sao mà còn một cái cánh. À, lúc đấy mình cao hơn, mình ngước lên trên này là vẫn nhìn thấy cái cánh bên này. Thế là mắt là tỷ lệ là nó chưa được cân đối. Cái đuôi này đây nhìn cái đuôi nhiều gà máy. Trong cái đấy hình như là cái vị trí của phong câu là nó hơi lệch. Bài này của cò nó tiến bộ hơn vừa nãy thì mình sẽ cho là 7,5 động viên. Ôi ôi. Tiếp theo là bài của anh Gấu Đỏ. Như này. Bài của anh Gấu Đỏ là anh Gấu Đỏ lại con này phong câu là chồng ngược lên trời. Con này chồng lên trời bằng này chồng lên trời nhau. Chồng ngược lên trời. Rồi, sai rồi. Ôi, thân thì to mà cái cổ thì bé, cái đầu thì bé. Mà nhìn như này thì giống con cà nó đang bay rồi nè. Như này đúng không ạ cô? Đúng rồi, đúng rồi. Cho tránh với lại mẫu vật giống y hệt luôn. Bản vẽ y như bản mẫu đúng không? Rồi, con này cái cánh gà này trông rồi ơi thôi. Đây không phải đây làm gì phải cánh gà nó phải có khúc như này chứ. Đây đúng rồi. Bài này của anh có rõ ra được là 7 đĩa. Bài thì nói chuyện gì? Đây là bài của em nên gọi là nhất. Là nhất. Đen đen. Nhưng mà hỏi cho Mita đây là con gì đây? Bài này có Mita thì nói chung là nó cũng hơi đặc biệt đấy. Rồi con gà này nó luộc rồi này. Chân nó quặn này. Đây con gà đang chạy. Đây là con gà nó đang chạy này. Này, cái thằng trên thảo đi tìm đồ ăn. Cái đằng sau này là cái gì này? Đi lấy bao câu rồi. Con này đang vừa đi vừa ý đồ. À, tôi biết rồi. Đây con gà này là chạy tòi giỡn. Trong khi đấy này, chân này, cẳng này thì nó đang chạy này. Mà cái cánh của nó thì thôi rồi mà gà không có đùi luôn này. Con này một chân cái đầu chọc lóc. Ý là đầu là chín rồi nhưng mà phần người là chưa chín này ạ. Thôi chấm điểm đi anh Nam ơi. Bài này rồi từ 3 điểm. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Mình toàn đi thua ấy. Mình đi về. Vậy là cuối cùng mình đã được ăn rồi. Phần thưởng cho người chiến thắng. Ui. Mẫu vật thứ 3. Ê, đây chính là mẫu vật thứ 3 dành cho cò và anh Gấu Đỏ. Bởi vì Bita đã sợ chạy mất dép rồi. Tưởng cái quả thanh long này thế nào. Quả ra anh nghĩ là không bình thường đâu cò. Đơn giản lắm mình. Quả này kiểu gì anh chả nhất. Nghĩ hiểm mình nhất thì anh nhé. Hiểm mình nhất. Bây giờ là hai đối thủ cùng đi học vẽ rồi các bạn nhá. Cái quả thanh long này ăn suốt ngày có gì mà không vẽ được. Nó tựa tựa như quả xoài ấy mà. Ô, không biết mình có phải vẽ cái hột ở bên trong cái quả này không nhỉ? Hả? Tại vì mình nhìn thấy mấy cái này ở bên ngoài thôi. Em có nhìn thấy hột không mà em đòi vẽ hột. Nhưng mà quả này nó có hột anh ạ. Chắc là phải vẽ vào đấy. Ở dưới nó vòng xuống dưới này, nhìn thấy chưa? Nó vòng nhưng mà nó vòng cân đối. Còn của anh đây là nó vòng đúng cái phần bụng là có chửa luôn này. Cái mồm thì giống mồm cá. Đúng, mồm thì giống mồm cá. Lại còn có cả vảy cá nữa. Đấy, anh ơi, đâu vảy đâu, đây là những cái vảy của quả thanh long đây này. À, đúng không? Thế hả? Bài của anh thì chấm trừ một cái điểm là bông bò này đi nhá. Là chấm ra 8 điểm. 10 điểm trừ 1 điểm còn 8 điểm. Thế mà 9 điểm. 8 điểm? Trừ thêm một cái điểm là cái giống cái mồm này đó. Lúc nãy mình tính được ăn quả thanh long nhưng có vẻ bây giờ hơi khó. Đâu, có đâu. Đây là quả thanh long hả cậu? Quả này là quả thanh long, có
Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Nó còn có chất. Nó còn có chất, chạy đi à. Đây là cái vảy. Đây chắc là hai cái vảy này. Đấy, đấy. Nhưng mà cò vẽ giống cái chân quá các bạn ạ. Có ở đuôi này. Ôi dồi ôi, con này nó đang lòi tới phổi cái gì. Đâu, cái này. Đây này, đấy, tớ nhìn thấy cái lỗ này này, đó, à, đúng lỗ luôn. Đấy, vẽ đúng, đúng cả cái lỗ của Thanh Long này luôn đó là. Giỏi chưa? Rồi, thế cái gì đây? Cái mồm. Gì đây? Đây, 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 đây. Cuống, cuống, cuống. Cái cuống, rồi ôi. Cái bài này màu mẹ là còn đốm, 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 đây là, con này còn có cả mắt đây này, đây là lông mày, đây là mắt này. Còn đây mắt là mũi này, đây là mồm này. Đấy là cái vẻ ấy, mắt. Đây là tóc rồi. Đây là anh được ăn quả thanh long rồi nhá. Ôi ôi. Ôi. Ôi ngọt thế. Anh bây giờ có hai đối thủ, anh biết ngay là anh thắng mà. Ai dạ. Ôi ôi. Ngọt luôn anh, ngọt luôn anh. Quá ngọt luôn. Ai dạ ôi.